Sao anh? Tôi thấy mấy đứa con gái trong làng này không được đâu em. Em thấy không? Con quỷ Trinh Kỳ là nó nằm nó là chảy luôn á. Chảy sao anh? Sao anh biết vậy? Nó là cái cục bột nặng ra sư tử. Ôi trời ơi. Ôi. Ví dụ đi ha chi. Không con gà. Đi đấu trở lại. Đó, con chàng trai Trinh Kỳ đâu rồi? Ôi, anh đâu?